Cử tri huyện Thường Tín vừa có kiến nghị thành phố Hà Nội quy hoạch mở rộng phân khu đô thị sông Hồng đến hết địa bàn xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín để khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng. Trong đó, xã Ninh Sở có quần thể di tích, đền Lộ, đền Dầm, đền Sở với tín ngưỡng thờ mẫu. Các xã Hồng Vân, Tự Nhiên cùng với xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là vùng lõi của truyền thuyết Chử Đồng Tử, Tiên Dung, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa của thành phố. Trả lời vấn đề này, UBND thành phố Hà Nội cho biết, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng R15 tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở đã được UBND thành phố phê duyệt tại quyết định số 1045 QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022. Trong đó, vi phạm nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm một phần diện tích đất tự nhiên thuộc xã Ninh Sở, huyện Thường Tín. Việc đề nghị quy hoạch mở rộng phân khu đô thị sông Hồng đến hết địa phận xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín là không có cơ sở xem xét, UBND thành phố Hà Nội nêu rõ. Quá trình tổ chức lập quy hoạch sẽ được rà soát, đánh giá nhằm khai thác, phát huy thế mạnh của huyện Thường Tín, trong đó có đánh giá các tiềm năng, lợi thế đối với các quần thể di tích trên địa bàn huyện Thường Tín và khu vực lân cận, nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng huyện Thường Tín, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa của huyện nói riêng và thành phố nói chung.